Thưa quý vị, phát huy vai trò xung kích, tiên phong, các bạn trẻ luôn là một trong những lực lượng đi đầu trong các hoạt động bảo vệ môi trường, chung tay truyền đi thông điệp, nói không với rác thải nhựa, ứng phó tích cực với biến đổi khí hậu, với nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả. Với mục đích lan tỏa lối sống xanh, sống tối giản và tái chế để hạn chế rác thải ra ngoài môi trường, đội thanh niên tình nguyện Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phối hợp với Green Đà Nẵng tổ chức ngày hội đổi rác lấy quà năm 2023, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân từ các bậc phụ huynh cho đến các em nhỏ trên địa bàn thành phố. Hôm nay con tới đây là con được tái chế vỏ hộp sữa này và vẽ rất là nhiều thứ thú vị. Con cảm thấy rất là phấn khích vì được tham gia hội chợ tái chế này. Và hội chợ tái chế này có thể giúp mọi người bảo vệ được hành tinh xanh của chúng ta. Thông qua các hoạt động như đổi rác tích điểm, triển lãm đồ tái chế, trưng bày và đổi các sản phẩm quà tặng, refill nước giặt, nước rửa chén sinh học, tái chế vải, hộp sữa, vẽ chậu cây, làm mặt nạ giấy. Ngày hội mong muốn thúc đẩy hình thành thói quen, lối tiêu dùng xanh đến các bạn học sinh sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Từ mỗi hành động, thói quen nhỏ, chúng ta có thể góp phần giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường. Tôi hôm nay có dẫn hai con và chồng tôi tới để tham gia cái chương trình đổi vỏ sữa để lấy quà. Thì hôm nay tôi thấy cái chương trình tổ chức tại Đại học Kiến trúc khá là ý nghĩa, cho bé nhà tôi có thể tìm hiểu về những cái quy trình tái chế những cái vỏ hộp sữa để tạo ra những cái sản phẩm bảo vệ môi trường, rồi để bé có thể ý thức hơn trong cuộc sống hàng ngày cũng như là truyền thông cho các bạn ở trường để cùng nhau giữ gìn bảo vệ môi trường ạ. Thông qua chương trình hôm nay thì Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng muốn lan tỏa với mọi người là về nhận thức bảo vệ môi trường nhiều hơn nữa, đặc biệt là sinh viên và các em nhỏ ở bảo vệ môi trường ở hiện nay. Kết quả hôm nay đạt được thì đội và trường và Green cũng rất vui và mong sau hôm nay thì đội và Green Đà Nẵng sẽ kết hợp và tham gia và tổ chức nhiều chương trình hơn nữa. Và mong mọi người sẽ ủng hộ như ngày hôm nay và nhiều hơn nữa. Không dừng lại ở đó, trong nhiều năm qua, các thành viên Green Đà Nẵng đã duy trì và thực hiện dự án đổi rác thải lấy quà định kỳ mỗi tháng một lần. Món quà chỉ là những chậu cây nhỏ, hoặc sổ tay, túi vải, những món đồ độc đáo được làm từ vật dụng tái chế, nhưng thật sự có ý nghĩa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường với nhiều bạn trẻ.